Em thì đi làm thì ngày nào cũng 20.000 trong túi. Lúc nào cũng có 20.000 trong túi để đi sáng thì 5.000 tiền xe buýt này. Rồi mua một ổ bánh mì ăn là coi như là đủ xong một buổi đấy. Và có một câu chuyện buồn nữa là hôm cuối ngày đội liên hoan để về nghỉ phép hết giải thì lại nghe một thông tin nữa của anh lớn nói lại là bây giờ em về liên hệ đội khác đi, thì vào đây kiếm giấy thành lý đi chứ đội bóng sang năm giải thể. Và đúng thực sự là đội bóng giải thể thật. Đến bây giờ khi mà đã trải qua rất nhiều những khó khăn rồi và có được thành công rồi, thì Tô Văn Vũ nhìn từ giai đoạn đầu tiên cho đến ngày hôm nay về sự nghiệp của mình, em cảm thấy như thế nào và em mô tả nó bằng những từ như thế nào? Đến bây giờ, thời điểm hiện tại bây giờ thì em vẫn không thể tin được rằng là mình may mắn đến như vậy. Để bén duyên với sự nghiệp, bén duyên với cái gọi là một cầu thủ chuyên nghiệp, thì thật sự là em cảm thấy nó hạnh phúc vô vàn. Thật sự là quá hạnh phúc. Có bao giờ em nghĩ rằng là đây hình như chỉ là một giấc mơ, nó không phải là những cái gì đang xảy ra trong đời thực? Nhiều khi cái thành công nó đến mà mình cảm giác là hình như là mình đang ngủ mơ chứ không phải là thực tế nó là như thế. Nhiều lúc nằm một mình hay ngồi một mình em vẫn tưởng tượng lại, tại vì nó đến với em quá nhanh. Em nhiều lúc mình nghĩ mình quá là may mắn thì so với tất cả mọi người. Thật sự là mình phải cố gắng và nỗ lực hết mình thì mình mới có cái thành quả như ngày hôm nay. Và những cái động lực từ gia đình, động lực thoát nghèo vượt khó của mình để mình ý chí kiên cường phấn đấu để được trở thành cầu thủ như ngày hôm nay. Thực sự thì cái cuộc sống của em nó có quá nhiều những cái màu sắc. Hãy bắt đầu từ màu sắc đen tối nhất đi. Những cái ngày tháng cực kỳ khổ cực của em nó diễn ra như thế nào? Nói về cái quá khứ thì thật sự đến thời điểm hiện tại bây giờ cá nhân em, nhiều lúc em vẫn tự ti về cái xuất phát điểm của mình. Còn những cái cùng cực khó khăn thì nhiều lúc cơm ăn không no, rồi cũng phải gần nhà thì gần biển, cũng đi phải ra biển đi hôi những từng con cá một đi về làm thức ăn cho gia đình. Tại vì em cảm nhận được, em biết cái sự khó khăn của gia đình mình, em trốn bố mẹ đi ra biển để đi hôi cá. Chứ không phải là bố mẹ em thì không đồng tình cái việc đó. Tại vì thứ nhất là bố mẹ muốn em tập trung vào học hành, không cho em động tay động chân làm. Bố mẹ có nói là những cái việc đấy bố mẹ làm được, không cần bọn con phải bận tâm đến. Nhưng mà em muốn, từ nhỏ em đã ý thức là em muốn giúp cho gia đình mình một cái gì đấy. Nhưng bố mẹ em sợ ra biển thì dễ bị đuối nước, sẽ bị chết đuối nên là ông bà ngăn cấm. Nhà em thì em lại muốn kể lại một cái nữa là nhà em thì chỉ có 4 cái cột nhà và mái lợp hay là những bức tường ấy là làm bằng lá cọ, lá dừa. Thì mỗi khi mà bão về thì mái nhà hay là ấy bay hết, chỉ còn lại 4 cái cọc thôi. Còn cơm canh thì tùy từng hôm, có hôm thì ăn cơm với rau muống luộc với nước mắm. Có hôm thì bố mà đi biển được cá thì lại có thêm một cái cá để ăn. Nhiều khi bố đi biển về mệt nhưng mà cơm thì không đủ để cho 4 người ăn. Lúc đấy là có bố mẹ và em và anh trai. Thì cơm thì không đủ ăn hay là cá không đủ ăn thì bố mẹ thường là bố ăn no, mẹ ăn no, hai đứa ăn đi. Thì hầu như là bữa cơm trong gia đình nó đều xảy ra cái việc này. Sáng chiều đều xảy ra. Mà thường là bố mẹ là người hy sinh để cho mình đúng không? Vâng. Rồi khi nhà mình bắt đầu đi làm kinh tế mới, căn nhà 10m2 nó như thế nào nhỉ? Anh không thể tưởng tượng được căn nhà 10m2 cho cả một gia đình thì sẽ sống như thế nào. Thì may là cái phòng trọ đó nó có gác xếp nên là cái việc sinh hoạt nó cũng không bất tiện cho lắm, vẫn sinh hoạt bình thường được. Hãy nói cho anh nghe về thùng giày của em. Thùng giày của em nó không có gì đặc biệt, thì một cái thùng làm bằng gỗ, rồi có những lọ xi, rồi cọ quét sơn, rồi bàn cả đánh giày. Lúc em đi đánh giày thì lúc học lớp 7, lớp 8 em là từng theo chân bà nội vào đánh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
để đi bán sách và bán đĩa CD rồi. Thì cái thời đấy đi với bà thì lúc mà bà nội nói câu là đi ở đây rồi đi làm cho thấy cực rồi về cố gắng mà học tập, thì sau cái thời điểm đấy đến học xong cấp 3 em đi vào Đồng Nai với mẹ. Vừa đi mẹ thì bán hàng rong, còn em đi đánh giày. Vừa đi đánh giày để chờ đến ngày thi đại học rồi xuống Sài Gòn thi đại học. Nhưng mà lúc ấy trong đầu em đã nghĩ là em không có tiếp tục học, em muốn nghỉ để đi làm phụ bố mẹ. Nhưng anh muốn hỏi Tô Văn Vũ là cảm xúc của em như thế nào khi em kiếm được đồng tiền đầu tiên nhờ vào việc đánh giày? Em cảm xúc của mình thì vui vì mình đã giúp đỡ được bố mẹ phần nào. Nhưng mà những cái việc đấy bố mẹ lại không vui lắm, tại vì bố mẹ em không có muốn em bỏ học. Nhưng mà em hiểu được cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào nên là em quyết tâm là kêu con không học. Bố mẹ cũng đã nói là bố mẹ không muốn cái cuộc sống của bọn con sau này hay là con cái của bọn con sau này lại giống như bố mẹ. Thì vậy nên bố mẹ quyết tâm là phải đi học, cả hai anh em đều phải học. Nhưng mà em theo cái cách em nhìn thì nó lại khác, rằng là mình đi học thì lại làm cho bố mẹ vất vả thêm nhiều hơn nữa. Tại vì sinh hoạt hàng ngày đã là khó khăn rồi mà lại bây giờ lại phải nuôi mình ăn học tiếp thì thật sự là càng khó khăn hơn nhiều. Nên là trong cá nhân trong đầu em suy nghĩ không, em không học. Em không học đấy là một sự hy sinh chứ không phải em không muốn học, đúng không? Em không muốn bố mẹ vất vả hơn. Em không muốn bố mẹ mình vất vả hơn. Còn nhỏ thì ước mơ của em nó sẽ là, một là mình làm về cái mảng gì đấy bên thể thao, hai là sẽ thi vào một trường quân đội. Có những lần đi mời người ta đánh giày, người ta trả lời hay nói những câu làm cho mình thấy tủi thân. Nhưng mà cũng phải dặn lòng kiềm chế không rồi quay mặt đi thôi chứ. Cái câu mà khiến em tủi thân nhiều nhất, thậm chí là đã khiến em bật khóc, nó là câu gì? Ví dụ như mời người ta đánh giày, anh ơi chú ơi đánh giày không, người ta kêu tăng tao chưa đánh giày gì, cút mẹ mày đi. Rồi kêu mày lại đua giày của bố mày à, những cái câu đấy làm cho mình cảm thấy nó tủi thân. Thì cũng đành ngậm ngùi mà quay mặt đi. Nên là dần thì cũng mình kiểm soát, em kìm nén cái cảm xúc của mình. Và mình hiểu được là mình đang ở đâu. Nên là thôi, đành ngậm ngùi quay mặt đi thôi. Cũng... Hãy kể cho anh nghe về những cái khoản tiền mà em kiếm được một cách rất là vất vả. Em tiêu nó vào việc gì và em đưa cho anh? Kiếm được một ngày đi đánh giày kiếm được bao nhiêu tiền thì em đều về đưa cho mẹ. Em không có giữ một đồng nào. Thì có những ngày đi đánh giày từ 7 giờ sáng cho đến 2, 3 giờ chiều cũng không được hột cơm vào bụng. Thì, nghề đánh giày đấy thì nó tùy từng buổi. Có hôm thì kiếm được 100, hơn 100, có hôm mấy chục, có hôm lại trả được nghìn nào. Mà một ngày đi đánh giày vòng đi phải hơn chục cây số đi bộ. Em thì đi làm thì ngày nào cũng 20.000 trong túi, lúc nào cũng 20.000 trong túi để đi sáng thì 5.000 tiền xe buýt này, rồi mua một ổ bánh mì ăn là coi như là đủ xong một buổi đấy. Còn sau đấy là đi làm, ngày nào cũng sẽ có 20.000 vào buổi sáng để đi làm. Nếu mà nói về thời tiết thì mưa thì coi như là nhịn đói, mưa thì không có đi làm được. Cái thu nhập nó tùy vào từng hôm thôi. Hôm mình gặp được khách, hôm không gặp được khách. Trong những ngày mưu sinh vất vả như thế thì anh đặt ra một câu hỏi là em tập bóng đá vào thời điểm nào? Em vào trong đấy thì cũng có một đội đá phủi, sân 5, sân 7, sân 11 có hết. Thì thường thường cái thời gian em đi đến đây là từ sáng cho đến tầm 12 giờ, 1 giờ là kết thúc một buổi đi đến đây. Còn 2 giờ chiều là em dành, từ 2 giờ đến về tối là em dành cho thời gian đá bóng. Trong những lúc mà đi đánh giày, mình có bao giờ mình nhìn thấy đôi giày của khách mà mình nghĩ đến đôi giày đá bóng? Có chứ. Cũng ước mơ cầm đôi giày lên đánh nhưng mà cũng ngồi thẫn thờ ước mơ là có một đôi giày bóng đá xịn sò này kia để cho mình đá. Nói chung là lúc nào cũng làm cái gì làm nhưng mà lúc nào cũng tưởng tượng đến bóng đá ấy. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ là ước gì mình được trở thành cầu thủ, được đá bóng chuyên nghiệp. Lúc nào nó cũng ấp ủ trong đầu em cái suy nghĩ đó mà em không biết diễn tả nó thành lời nó như thế nào. Tại sao em lại không tìm cái cách là mình sẽ vào một cái lò đào tạo trẻ nào đấy? Thật sự là
Em thì ở quê ở tuyến huyện, ở nông thôn mà. Cái truyền thông thông tin đại chúng hầu như là em gọi là bị mù tịt thông tin, không biết gì về về cái nơi đảo, nơi tuyển trạch hay là mình đi tuyển trạch ở đâu, hầu như là không biết. Cho đến tới năm 2007 2008 ấy, thì lúc đấy có lò GMG mới về Thanh Hóa tuyển, nhưng mà em lại quá mất 2 tuổi. Thế thì nó cũng không, lúc đấy thì lần đầu tiên biết được là ở tuyển trạch tại sân vận động Thanh Hóa, nhưng mà lên đến nơi xin thì lại quá mất 2 tuổi rồi lại phải về. Tại sao không đi tìm một chỗ khác? Bởi vì ở trên đất nước Việt Nam này không thể nào có một mình lò GMG được, nó phải có rất nhiều những lò khác. Thì như em là như em hồi nãy em mới nói là em không biết gì một cái thông tin gì là tuyển trạch ở đâu, tại vì lúc ấy mình đang còn nhỏ, cũng chả có ai chỉ bảo hay là hướng dẫn mình như nào. Thì lúc đấy không biết gì là cái nơi nào tuyển trạch hay là như nào, em không biết về những cái đấy. Bố mẹ em thì biết được cái khát khao của mình như thế nào, lớn đến như thế nào, thì bố mẹ vẫn động viên là cố gắng. Cái lúc mà em được vào Đồng Nai thì em có nhớ mẹ em nói với em rằng là bây giờ có cơ hội rồi thì cố gắng 100% sức của mình để mà chơi cho nó thỏa đam mê. Lúc đó không được thì mình về, không hối hận. Anh không hiểu là trong những cái buổi mà em đi đá phủi ấy, thì em có những cái buổi tập không? Hay là em chỉ ra sân là em đá luôn? Rồi sau mỗi một trận đấu em có suy nghĩ về những cái cách để em hoàn thiện cái kỹ năng cho bản thân mình cũng như là trau dồi về mặt chiến thuật đấy không? Em thì không có một cái buổi tập chiến thuật hay là di chuyển đội hình, không có. Chỉ cứ ra sân, xỏ giày vào là vào sân chơi luôn. Nhưng mà sau mỗi trận đấu thì em tự đúc kết cho bản thân là về mình nghĩ lại cái tình huống này, sau này lại làm hư trái bóng đó hay là như thế nào, thì lần sau vào trong sân gặp lại tình huống đấy mình sẽ có cách xử lý tốt hơn là lúc mà đang còn đi đá phủi ở ngoài. Hãy nói về cái phải nói là cơ hội đổi đời của Tô Văn Vũ khi mà em có cơ hội được đi tập trong một môi trường chuyên nghiệp thực sự. Cái buổi đầu tiên nó diễn ra như nào và cơ hội đấy đến với em ra sao? Sau cái cơ hội đến thì sau một cái giải đấu ở thành phố Biên Hòa, mà lúc đấy là giải đấu đá sân 5 thôi, thì em đá xong cái giải đấy thì có một thầy kêu là vào trong U21 Đồng Nai thử việc. Lúc đấy đội U21 Đồng Nai đang thiếu người, thì sau cái buổi trò chuyện đấy thì hẹn ngày để tới câu lạc bộ thử việc. Và em vào đấy xuống ngày hôm ngày thử việc là sáng thứ bảy, thì ở đấy chuẩn bị diễn ra một trận đấu đối kháng. Lúc đấy là đội lớn đi đá sân khách, còn một số anh lớn ở nhà và quân U21 của Đồng Nai thì chia đôi ra thi đấu. Thì em ở ngoài hiệp 2 em mới được vào chơi, nhưng mà may làm sao mà hiệp 2 vào chơi thì em ghi 2 bàn. Và sau kết thúc cái buổi thi đấu ấy thì huấn luyện viên đội U21 có nói là thôi bây giờ cuối tuần về nghỉ, đầu tuần lên tập lại. Thì em lên tập sau đấy một tuần thì được nhận và ký hợp đồng. Điều thần kỳ nào mà giúp em có thể làm được một cái điều mà các cầu thủ khác trong lịch sử bóng đá Việt Nam chưa ai có thể làm được theo cái kiểu như vậy? Em thì chắc có lẽ là em nghĩ là mình được may mắn và nhờ những cái động lực khó khăn từ gia đình, khó khăn từ bên ngoài, nó thôi thúc mình phải cố gắng phấn đấu hơn nữa. Đây là mình đã có cơ hội rồi thì mình phải cố gắng nỗ lực hơn thật nhiều để làm sao mình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và để được đổi đời. Lúc đầu khi mà nhận được bộ quần áo chuyên nghiệp đầu tiên, cảm xúc của em như thế nào? Nhận được bộ quần áo chuyên nghiệp đầu tiên thì rất thật sự là vui mừng và đi về phòng trọ khoe với mẹ luôn. Chờ những ngày cuối tuần mang bộ quần áo ấy về khoe với mẹ. Nó vui và nó hạnh phúc lắm. Lần đầu mình được một bộ quần áo đẹp mà lại là quần áo của một câu lạc bộ đang đá V-League thì nó vui và sung sướng. Nó là hiện thân của một giấc mơ đang trở thành hiện thực. Vâng. Em chia sẻ cái niềm hạnh phúc đấy với mẹ như thế nào? Thì mang bộ quần áo về phòng trọ khoe mẹ đây, người ta phát đồ cho con rồi, chuẩn bị con có giải để thi đấu. Chắc cái lần đấy là một lần mà hai mẹ con có những nụ cười vui vẻ và thoải mái nhất. Tại vì em thì có cơ hội được thi đấu và mẹ thì cũng vui vì con mình được nhận và chuẩn bị có giải để mà thi đấu. Thì cái niềm vui ấy nó cũng khó
khó thể tả nổi là nó phải như thế nào. Người ta phải trải qua rất nhiều những lớp đào tạo trẻ người ta mới có thể đá được giải U21. Mà em chỉ có đá đúng một hiệp sau đó được nhận vào và đá giải U21 ngay. Làm thế nào để em có thể thích nghi được với cái điều kiện như vậy và để theo kịp các bạn có khó khăn lắm hay không? Em vào trong đấy thì vào tầm lúc đó là tháng 5, tháng 6 rồi. Mà đến tháng 10 hay tháng 11 thì đấy là có giải U21 ở ngoài Thanh Hóa. Thì lúc ấy vào nhận thì lúc đầu thì em cũng tự ti với lại lo lắng là mình đi chân ngang vào. Còn các bạn người ta tập đồng trang lứa với nhau 7-8 năm trời rồi. Nhưng mà thật sự may mắn cho em một cái là vấn đề thể lực của em nó không thua kém ai ở trong đội. Hôm đầu đội chạy thể lực thì em chỉ về sau một bạn thôi. Nhưng mà đến hôm sau thì các bạn không theo được em. Em là lúc đấy em là thể lực tốt nhất ở đội U21 của Đồng Nai. Tuyệt vời. Đấy chính là một trong những yếu tố, một cái nền tảng rất là quan trọng để cho Vũ có được những cơ hội sau này. Rồi tiếp sau thì cái sự nghiệp của em nó tiến triển như thế nào? Sự nghiệp tiến triển, cái lúc sau thì nhiều cái nó, cái sự lo lắng và buồn nhiều hơn. Đến mùa bóng, mùa giải 2014-2015, như anh cũng biết là đội 1 có một vụ bê bối. Thì lúc đấy đội lại đá rớt hạng. Mà trong cái đấy thì em đang đá hạng nhì của đội. Chưa có thông tin là không biết là có tiếp tục để mà chơi giải hạng nhất nữa hay không. Hay là lãnh đạo tỉnh sẽ giải thể đội bóng. Thì lúc đấy em cũng lo lắng. Và em lại có một ý nghĩ, khác. Quay trở về quê, nói chuyện với bố mẹ. Kêu thôi bây giờ đội bóng nó như thế này rồi. Thì con nghỉ thì về con đi làm. Nhưng mà bố với mẹ em có nói là bây giờ mình tập được 1-2 năm rồi, lỡ biết đâu người ta chơi hạng nhất tiếp con lại có cơ hội để gặt hái thành công thì sao. Bây giờ nghỉ thì nó bố thấy nó cũng uổng quá. Thì em lại quay vào Đồng Nai. Em chờ đợi 2 tháng để xem là cái thông tin là lãnh đạo tỉnh có cho tiếp tục chơi hay không. Thì trong cái thời gian đấy em vừa đi làm đêm, vừa đi làm thuê, rồi vừa đi bốc vác thôi. 2 tháng trời đấy xuống mất mấy ký người chứ còn bộ xương khô không được như bây giờ. Thì lúc đấy là em đang trong gọi là cái chế độ chờ cái quyết định của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xem là có tiếp tục duy trì đội bóng hay là giải thể luôn. Nên vì vậy là em không có đi, không có tìm cách để đi thử đội khác mà đi kiếm công việc làm ở tại Biên Hòa Đồng Nai để chờ cái thông tin đấy. Có ai biết em là cầu thủ đi bốc vác không? Dạ có chứ. Em đi bốc vác cho anh đấy là quen với em và cũng là diều dắt em ở ngoài đi đá bóng phủi. Thì em vào em làm xưởng anh đấy. Để trong cái thời gian mình vừa làm mình vừa chờ cái thông tin của đội xem như thế nào. Nhưng mà sau khi mình lên mình tập cờ làm cầu thủ 1-2 năm rồi mình lại đi bốc vác nữa thì mình lúc đấy cảm xúc của mình nó khác biệt so với lần trước như thế nào? Em thì lúc đấy thì em cũng không có tự ti tại vì các anh ấy cũng biết được cái hoàn cảnh của em như thế nào và cái quá trình của em như thế nào. Thì các anh ấy tạo điều kiện và giúp đỡ em. Mình, cái bản thân mình cảm thấy buồn và thất vọng. Đang có cơ hội để bắt đầu lên được đội một thử việc ở trên đấy thì nó lại xảy ra cái sự cố đấy. Nó kéo dài trong vòng 2 tháng thì em đi làm thuê 2 tháng ở đấy em chờ đợi và lúc có thông tin đội duy trì tiếp đá hạng nhất thì lúc ấy thôi em không đi làm nên em quay vào em tập trung với đội. Và cũng may mắn nữa là mùa bóng giải hạng nhất 2016 bác sự tạo điều kiện cho em chơi hết mùa đá bóng đấy luôn và em thể hiện được cái khả năng của mình. Và sau khi kết thúc mùa giải 2016 nó lại tiếp tục có một câu chuyện buồn nữa là hôm cuối ngày đội liên hoan để về nghỉ phép hết giải thì lại nghe một thông tin nữa của anh lớn nói lại là bây giờ em về liên hệ đội khác đi thì vào đây kiếm giấy thành lý đi chứ đội bóng sang năm giải thể. Và đúng thực sự là đội bóng giải thể thật thì em lại về nhà lại. Nhưng mà may thay là cái thời gian về nhà thì bác sự có gọi điện cho em kêu là bây giờ bác thì bác không đi làm đội nào nữa, bác về bác nghỉ đi. Bác giới thiệu cháu ra Hải Phòng. Thì em ra Hải Phòng từ việc tầm nửa tháng thì lại nghe được thông tin là bác sự lại làm một câu lạc bộ nào đấy ở trong Nam. Thì em lại xin theo bác vào. May mắn bước ngoặt cuộc đời em lớn nhất là nhờ vào bác Trần Minh Sự.
chú Trần Bình Sự thì chắc chắn là một người mà có thể nói là để lại một cái dấu ấn rất là lớn trong cái sự nghiệp của Vũ. Và cái buổi nói chuyện giữa Vũ với chú ấy như thế nào để kéo em về Bình Dương? Hết hai trận đấu, sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng và trở về ở Đồng Nai thì bác có ra sân, bác ôm em, bác nói rằng là trình độ của mày không phải ở đây, trình độ của mày phải đá một đội nào đấy ở V-League. Thì sau khi bác vào làm trong Bình Dương thì em mới nói chuyện với bác rằng là thôi bác cho cháu xin theo, cháu vào đấy cháu chơi. Thì bác đồng ý, ok, đi vào đây chơi với bác. Được vào trong Bình Dương thì em thật sự là quá bất ngờ đi. Bình Dương là một câu lạc bộ lớn, và cái thành tích của Bình Dương thì bây giờ hiện tại là đang là số 1 của Việt Nam, 4 lần vô địch V-League. Thì vào đấy gặp những tuyển thủ quốc gia như anh Đức, Tấn Tài, Xuân Thành, Xuân Luân, Tấn Trường, thì thật sự là nó quá choáng ngợp đi. Và lúc đấy lại một lần suy nghĩ là mình, người ta toàn là tuyển thủ quốc gia này, lại lo sợ về cái vấn đề chuyên môn. Thì lúc đấy cũng tâm lý em là lo lắng, là không biết là có theo kịp được hay không, có hòa nhập được hay không. Nhưng mà may mắn thay là một tập luyện ở đấy một thời gian thì em cũng hòa đồng và bắt nhịp được. Em có giấc mơ cho đến ngày hôm nay thì anh nghĩ là cái việc mà em làm đội trưởng của đội Bình Dương ấy, nó không khác gì một con bò mà chui qua một cái lỗ kim. Vũ có thể nói gì về một cái hành trình đi lên và khẳng định mình theo một cái cách mà anh vẫn phải nhấn mạnh là ở Việt Nam chưa ai có thể làm được như em? Đến bây giờ em cũng không tin và cũng không nghĩ là mình lại được như vậy. Thật sự là nó quá may mắn. Lúc nào em cũng nghĩ chắc là có một cái phép màu đó nào đó đứng sau lưng giúp đỡ em thôi, chứ thật sự em không thể tin nổi vào chính bản thân mình làm được những cái điều đấy. Nhiều buổi tập luyện thì mình biết mình yếu ở đâu, mình đang còn thiếu sót những cái gì, thì em vẫn sau khi kết thúc buổi tập thì em vẫn ở lại xách thêm một giò bóng mắc cơ ra để tập thêm những cái điểm yếu của mình. Và trong đầu là suy nghĩ là mình phải cố gắng hơn nữa. Ông người ta tập 10 mình thì tập gấp đôi người ta, để làm sao mà theo kịp được những anh lớn, những cái người đã là tuyển thủ quốc gia nổi tiếng rồi. Và mình phải cố gắng hơn nữa để có một suất ở trong đội hình chính. Thì mình thi đấu chính thì cái lương bổng của mình và cái tiền thưởng của mình nó mới cải thiện được, để giúp cho cái cuộc sống gia đình của mình. Điều khác biệt giữa một người thủ lĩnh và một người đội viên bình thường như thế nào? Sau khi được sự tín nhiệm của ban lãnh đạo, ban huấn luyện và anh em đồng đội giao cho em cái tấm bằng đội trưởng, cái tấm bằng đội trưởng đấy nó cũng một phần nào nó thay đổi cái tính cách và cái suy nghĩ trong con người em. Em là một người độc trực và nóng tính, nhưng mà sau khi nhận được tấm bằng đấy là em ý thức được là mình phải điểm tính lại mình, cái cách cư xử hoặc là những cái cách giao tiếp của mình ở trong sân, ngoài sân, sinh hoạt bình thường với anh em, với mọi người mình phải khác, thay đổi hoàn toàn. Và mình làm đội trưởng rồi thì cái trách nhiệm và cái nỗ lực của mình nó phải nhiều hơn nữa, để làm sao để xứng đáng được sự tín nhiệm cái bằng đội trưởng đó. Cái cách ứng xử hay là cư xử giao tiếp nói chuyện của mình thì nó cũng thay đổi, và em cảm nhận được một điều là bây giờ cái tính cách của em nó đã hạn chế được cái sự nóng nảy nhiều lắm rồi. Muốn làm cái gì hay là muốn nói cái gì mình phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại, đắn đo mãi thì mình mới nói ra câu đấy, thì mình phải suy nghĩ nhiều lần, suy nghĩ thật kỹ có đáng để nói hay không. Nó thật sự là thay đổi con người em rất nhiều, và em đến bây giờ thì em cũng mừng vì mình thay đổi được cái bản tính nóng nảy của mình. Cái thành công trong công việc của em, khoản tiền lương, khoản tiền thưởng của em đã giúp đỡ gia đình như thế nào, và cuộc sống của bố mẹ đã thay đổi như thế nào kể từ khi em bắt đầu thành công trong lĩnh vực bóng đá? Nói về vấn đề tiền lương thì thật sự là em ngồi đây em kể ra thì chưa chắc ai tin. Khi đấy em về Bình Dương em ký hợp đồng thì em là từ cầu thủ tự hạng nhất về, thì em không có không một nghìn nào tiền phí lót tay. Em chỉ nhận tiền lương hàng tháng thôi, và cái số tiền lương hàng tháng đấy em gửi về gửi về hết cho mẹ. Em chỉ giữ lại cho mình một chút xíu ở đấy để làm những cái việc cá nhân của mình, sinh hoạt cá nhân thôi, còn hầu như là gửi hết về cho mẹ. Kể cả đến khi lấy vợ vào, cái câu chuyện này thật sự là mọi người nghe không biết mọi người có tin hay không, nhưng đến khi lấy vợ vào, cái số 2/3 số tiền thưởng đấy
em vẫn gửi về cho mẹ, và một phần còn lại em đưa cho vợ. Thì đến năm 2019, đầu năm 2019 thì em có em bé, có con, thì bắt đầu em lại xoay chuyển lại là 2/3 số tiền ấy đưa cho vợ, một phần còn lại lại đưa cho mẹ để trang trải cuộc sống gia đình. Và sau khi về được Bình Dương thì cái cuộc sống gia đình em nó thay đổi đi nhiều, cải thiện được hoàn cảnh kinh tế, bố mẹ trả công nợ xong xuôi hết thì cũng sửa sang nhà cửa để ở, thì bây giờ cuộc sống gia đình nó cũng khá lên nhiều. Bây giờ thì nhà em thì gần biển, thì mỗi lần bão vào là như em kể hồi nãy là mái nhà mái ấy là bay hết, nhưng bây giờ lại đã có một căn nhà bằng gạch, bằng bê tông, nó kiên cố và chắc chắn. Và thật sự thì đến bây giờ bố mẹ rất, em nghĩ là bố mẹ sẽ hãnh diện vì em, một đứa con nỗ lực. Và bây giờ về đến làng, đến xã thì mọi người kiểu như là những đứa trẻ đấy nó thần tượng em. Bây giờ khi mà nhìn thấy em thành công như vậy, mọi người nói với em điều gì? Và bố mẹ thì nói với em điều gì? Bố mẹ thì chỉ lúc nào, bố em thì bố mẹ lúc nào cũng quan tâm, chỉ là có những lời động viên thì bây giờ như thế này rồi thì cố gắng hơn nữa, làm sao để hoàn thành cái công việc của mình thật tốt. Còn mọi người thì ai cũng vui vẻ và chúc mừng em. Sức khỏe của bố mẹ bây giờ như thế nào, và điều em mong muốn nhất bây giờ cho bố mẹ là gì? Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì bố em vẫn đi bán hàng rong, nhưng mà em thì em muốn cho bố ở nhà bố nghỉ, nhưng mà kiểu cái tính cách của bố là như vậy quen rồi, ở nhà nghỉ thì không có chịu được, thì vẫn vào Biên Hòa Đồng Nai bán hàng rong. Còn mẹ em thì sức khỏe không được tốt lắm, tại vì mẹ em hay bệnh tật, rồi bây giờ mẹ em ở nhà trông cháu. Nhưng mà thực sự là em có cảm thấy chạnh lòng không khi mà mình cứ tưởng tượng ra cái cảnh bố mình có như em đi bán hàng rong trong khi mình đang đeo băng đội trưởng? Em nhiều lúc em cũng chạnh lòng, kêu mình bây giờ mình được như thế này rồi, không có khó khăn như trước nữa, mình có thể lo được cho bố mẹ rồi. Nhưng mà em thì nhiều lần vẫn nói chuyện với bố mẹ là bố ở nhà bố nghỉ đi, con lo được hết, con lo được. Nhưng mà kiểu như là bố là một thói quen bây giờ không thể bỏ được, kiểu như bố kêu là bố đang còn sức, bố đi, để cho bố đi. Bố đi thì hôm nào khỏe thì bố đi bán, còn không mệt thì bố ở phòng, chứ cứ yên tâm đi. Tại vì kiểu như là nhớ hay sao, cứ thành thói quen này không chịu được. Kêu em cũng đã nói chuyện bao nhiêu lần rồi nhưng mà bố không chịu nghỉ. Chứ em đâu, em cũng không muốn, bây giờ em như thế này, em không muốn bố mẹ em làm thế, ở nhà trông cháu cho em là được. Thế còn sức khỏe của mẹ thế nào? Bây giờ mình sẽ làm như thế nào để cho mẹ có thể được cải thiện về mặt sức khỏe? Mẹ em thì cái bệnh tật của mẹ em nó thành một cái mãn tính rồi, xương khớp và thần kinh từ bao nhiêu năm nay thì nó vẫn cứ vậy. Thì giờ cũng cứ ở nhà rồi mẹ cứ thuốc thang vậy thôi, chứ em cũng không giúp được cái gì về cái những cái đấy. Mình sẽ cố gắng có những cái điều kiện tốt nhất cho mẹ. Vâng. Thế còn các bạn nhỏ thế nào? Đặc biệt là những người mà thần tượng Tô Văn Vũ, họ thường nói với Tô Văn Vũ điều gì? Các em ấy về quê thì cứ xin chụp hình rồi kêu em thần tượng anh, em ước sau này cũng được giống như anh. Thưa quý vị và các bạn, là ngày hôm nay Minh Hải với Tô Văn Vũ nói chuyện với nhau cũng để cho chúng ta hiểu thêm một câu chuyện liên quan đến một nhân vật đặc biệt đến mức trong lịch sử bóng đá Việt Nam chưa có người thứ hai. Và Minh Hải chỉ muốn kết luận một câu chuyện như thế này: cuộc đời của chúng ta, sự nghiệp của chúng ta sẽ có rất nhiều lúc gặp nhiều khó khăn, nhưng mỗi khi các bạn gặp khó khăn, hãy nhớ đến cái tên Tô Văn Vũ, một người đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn, nghịch cảnh để có thể có được thành công như ngày hôm nay, để làm tròn chữ hiếu và để làm cho sự nghiệp của mình rạng danh. Thực sự đây là một câu chuyện không chỉ liên quan đến bóng đá, nó là câu chuyện của tất cả chúng ta. Mà nếu chúng ta lĩnh hội được một phần nhỏ thôi, chúng ta có thể thay đổi được cuộc đời của chính mình. Đó là điều cực kỳ tốt đẹp mà câu chuyện Tô Văn Vũ đã mang lại cho chúng ta. Cảm ơn Tô Văn Vũ rất nhiều về câu chuyện ngày hôm nay. Sau khi mà được bén duyên với cái sự nghiệp cầu thủ thì luôn luôn em lúc nào cũng ấp ủ rằng là mình sẽ được, mong rằng là mình được khoác áo đội tuyển, mình cống hiến, mình góp một chút phần nào đấy của mình cho đội tuyển quốc gia. Thì lúc nào cái ước mơ ấy lúc nào nó cũng ấp ủ trong thâm tâm em, nhưng mà không dám nói với ai. Thầy Bắc và thầy Ly có kêu em lại bàn để ngồi nói chuyện, để hỏi han về cái quá trình của em, thì em cũng kể lại. Rồi thầy có khuyên là thôi bây giờ lên đây rồi, chấn thương thì đạt chấn thương rồi thì cố gắng điều trị cho thật tốt,
để hồi phục 100%. Rồi về câu lạc bộ thi đấu thật tốt để lần sau thì sẽ có cơ hội lên tiếp thì sao? Thì sau cái buổi nói chuyện đấy thì em quyết định ok, không bỏ cái luồng suy nghĩ quẩn đi, tập trung vào điều trị chấn thương và làm theo hướng dẫn của bác sĩ Tròn.